Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi review quầy ba. À, đây là thầy Tuấn. Hôm nay đang gọi là training các cái món nước trong menu. Có món trà dâu Đông Du. Đây là bạn phát đoàn chuyên về media. Mấy chụp lại được. Đây là quầy thu ngân với hệ thống máy bot có thể xem được báo cáo trên điện thoại và máy tính rất là linh hoạt. Trong quá trình training thì các bạn sẽ được xem menu và cách làm từ thầy Tuấn hướng dẫn rất là chi tiết. Quan trọng nhất trong pha chế là hiểu nguyên liệu chứ không phải làm theo công thức. Đây là dàn máy pha Nova Appia Line, một trong những cái máy pha cà phê mà giới barista rất là tin dùng. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có thêm hai con máy xay Grandfito F64E. Đây là dòng máy xay khá là chuẩn dành cho những quán tầm trung. Còn cao cấp thì sẽ có các cái dòng máy xay khác nữa. Đó thì như các bạn đã thấy là một cái quầy bar rất là đầy đủ tiện nghi. Hôm nay thì chúng ta đang training cho nên là cũng hơi bừa bộn một xíu. Còn khi mà sắp xếp gọn gàng thì quầy bar sẽ đẹp hơn. Đó, đứng đây chúng ta có thể nhìn bao quát được toàn quán.